Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt Nam 7 ngày của Ban Chỉnh Đối ngoại Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị, với nguồn tài nguyên đa dạng sinh học phong phú thì Việt Nam luôn quan tâm đến việc bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã, đặc biệt là các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng nỗ lực bảo tồn đó đã và sẽ luôn vấp phải nhiều khó khăn bởi lợi nhuận khổng lồ từ buôn bán các loài động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật quý hiếm khiến cho nạn săn bắt trộm ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Với đường biên giới rộng, tiếp giáp với nhiều nước, nên Việt Nam trở thành một trong những thị trường trọng điểm trong vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã. Thêm vào đó, thì thói quen sử dụng sản phẩm từ động thực vật hoang dã của người dân từ lâu đời cũng đã khiến Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới hiện nay. Câu chuyện về bảo tồn đa dạng sinh học thì không mới, nhưng khó khăn thách thức đặt ra thì ngày càng nhiều. Vì thế, Việt Nam sẽ cần có nhiều thay đổi cả trong nhận thức lẫn hành động để bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này, mà cụ thể là bảo vệ các loài động thực vật hoang dã quý hiếm, đặc hữu của thiên nhiên Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đi sâu phân tích về những nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã của Việt Nam cùng với vị khách mời xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Đặng đến từ Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. Trước thì cảm ơn ông đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, xóa bỏ các thị trường tiêu thụ bất hợp pháp và hợp tác chặt chẽ để ngăn ngừa buôn lậu xuyên biên giới, các quốc gia sẽ đẩy lùi được nạn buôn bán trái phép các loài động thực vật hoang dã. Đây là khẳng định của các đại biểu tại hội nghị quốc tế vừa diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 40 quốc gia và đông đảo các tổ chức hàng đầu thế giới về bảo tồn thiên nhiên. Nhiều kinh nghiệm cũng đã được chia sẻ tại hội nghị lần này để giúp cho Việt Nam cũng như là đoàn kết các quốc gia lại trong cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã trên toàn cầu. Tuyên bố Hà Nội được thông qua tại hội nghị cho thấy các cam kết mạnh mẽ cũng như hành động thực tế. Và chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại kết quả của hội nghị quốc tế này. Sau 2 ngày bàn thảo, đại diện của 47 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế tham dự hội nghị Hà Nội về chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã đã ra tuyên bố Hà Nội. Với hơn 200 hành động cụ thể, tập trung vào 4 nhóm chủ đề chính, Việt Nam cùng với các quốc gia cho thấy quyết tâm mạnh mẽ và hướng đến sự hợp tác ở quy mô toàn cầu để chung tay đối phó với thách thức này. Trong tuyên bố, Việt Nam cam kết từ năm 2017 sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ động vật hoang dã, tập trung vào những loài nguy cấp như voi, hổ, tê giác, tê tê và các loài linh trưởng. Không dừng lại ở cam kết, chính phủ Việt Nam đã có sự vào cuộc quyết liệt, mà mới đây nhất là việc Việt Nam đã tiêu hủy hơn 2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác ngay trước thềm hội nghị này. Lượng ngà voi buôn lậu Việt Nam tịch thu được trên biển và tại các sân bay trong những tuần gần đây cho thấy cam kết đáng hoan nghênh của Việt Nam, nhưng cũng nhắc nhở mọi người về quy mô của nạn buôn bán đang tiếp diễn. Chúng ta đã xác định được nơi các loài động vật bị giết hại, con đường vận chuyển và tiêu thụ. Chúng ta cũng biết được những thị trường nào có nhiều giao dịch các sản phẩm động vật hoang dã. Chúng ta có thể thắng trong cuộc chiến này. Tiêu hủy sừng tê giác và ngà voi tại Hà Nội, đấy là một cái động thái đầu tiên mà chính phủ Việt Nam đưa ra một cam kết rất là mạnh mẽ. Và WWF sẽ tiếp tục hưởng ứng cái công việc này cho cái việc mà khởi động ngay bây giờ và trong cái tương lai sắp tới để hoàn toàn triệt phá và ngăn chặn triệt để những cái hành động mà buôn bán trái phép tại Việt Nam. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia trọng điểm mà CITES hỗ trợ phòng chống thương mại trái phép động vật hoang dã. Việt Nam sẽ cần tập trung vào hai vấn đề chính là giảm nhu cầu nội địa về sử dụng sản phẩm động vật hoang dã và tăng cường kiểm soát vận chuyển các vùng biên giới. Một phần quan trọng của tuyên bố Hà Nội là nguồn vốn tài trợ quốc tế cho Việt Nam để tăng cường ngăn chặn buôn bán trái phép động vật hoang dã. Từ nay đến năm 2018, Cơ quan Phát triển của Pháp tài trợ hơn 940.000 euro cho các dự án giảm nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác ở Việt Nam. Trong khi đó, thông qua tổ chức USAID, Mỹ sẽ phối hợp với phía Việt Nam thực hiện dự án giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã và giúp Việt Nam hoàn thiện luật trong lĩnh vực này. Thưa ông, là trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy là để bảo tồn các loài động thực vật hoang dã thì là cả một cái thách thức đối với nhiều quốc gia, chứ không riêng Việt Nam. Trước hết chúng ta hãy làm rõ hơn về nguồn tài nguyên đa dạng sinh học và các loài động thực vật hoang dã mà Việt Nam đang sở hữu. Ông có thể cho biết là nếu mà xét về cái mức độ đa dạng và giá trị quý hiếm thì Việt Nam đang sở hữu những cái loài động thực vật hoang dã có giá trị như thế nào? Theo các nhà khoa học nghiên cứu trên thế giới ấy, thì là Việt Nam được xếp vào cái top khoảng 15 nước có cái giàu đa dạng sinh học nhất trên thế giới. Việt Nam ta thấy là diện tích không lớn so với nhiều nước trên thế giới, nhưng mà xếp được cái thứ 15, cái top 15 đầu thì ta thấy là cái đa dạng sinh học của Việt Nam rất lớn. Còn cái số loài mà có động vật thực vật quý hiếm
mà có giá trị về bảo tồn, giá trị về kinh tế, giá trị về thương mại thì rất nhiều. Có thể kể một số loài đơn giản loài như là tê giác, voi, rồi bò tót, bò rừng, rồi sa hưu, nai và nhiều loài khác nữa. Vậy đâu là những cái khó khăn chính của Việt Nam trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và đặc biệt là những cái loài động vật hoang dã thuộc dạng nguy cấp ạ? Cái công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam nói chung và cũng như nhiều nước khác trên thế giới là một công việc rất là khó khăn và đòi hỏi cái sự nỗ lực của rất nhiều các cái tầng lớp xã hội và các cái cấp từ trung ương cho đến người dân, cộng đồng địa phương. Do nhiều cái khó khăn chúng ta chưa làm được cái đó. Thí dụ như người dân ở cộng đồng người dân thì những người mà sống gần với cái tài nguyên đa dạng sinh học, gần rừng là những người nghèo nhất. Họ sống bằng cái ruộng đất thì ít, săn lương thực không đủ ăn, thế họ phải vào rừng đi khai thác rau rừng rồi săn bắt động vật làm thực phẩm rồi khai thác những cái tài nguyên khác để bán để kiếm tiền, để mua thuốc chữa bệnh hay là để sinh sống. Cho rồi còn về chúng ta cũng có cái lực lượng chính quyền, rồi lực lượng kiểm lâm, lực lượng hải quan để bảo tồn, để giúp cho việc này. Nhưng mà cái lực lượng của chúng ta dù có đông thì so với cái nước ta là nước có rừng, rồi địa giới Việt Nam cũng rất là dài, rồi chúng ta lại có liên quan với biển, đường biển dài, đường biên giới nội địa với nhiều nước khác cũng ra, đấy là những cái phức tạp rất khó. Rồi bên cạnh chúng ta có những cái nước rất là lớn mà tiêu thụ cái sản phẩm động vật hoang dã rất là nhiều, sát biên giới ta hoặc là xuyên qua Đại Tây Dương là những nước cũng qua Biển Đông của chúng ta cũng là những nước tiêu thụ nhiều, cho nên nó tạo nên một cái áp lực đối với tài nguyên sinh vật của chúng ta lớn, do đó dẫn đến là cái việc khai thác ngày một phát triển, ngày một tăng lên, và cái công tác bảo tồn, công tác quản lý về cái tài nguyên cũng rất là khó khăn. Những cái thách thức đó thì khiến cho cái công tác quản lý cũng như là ngăn chặn các cái đối tượng mà buôn bán trái phép, đặc biệt ở các khu vực biên giới ngày càng phức tạp. Và Việt Nam thì đã từng có một bài học thất bại trong việc bảo tồn tê giác Java một rừng khi mà cá thể duy nhất tại vườn quốc gia Cát Tiên đã bị bắn chết cách đây vài năm, và đặc biệt là cá thể này thì đã bị bắn chết bởi các cái đối tượng mà săn bắt trộm. Vậy thì theo ông, sau cái câu chuyện này thì chúng ta có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm gì ạ? Cái bài học thì bảo tồn thì nó nhiều, nhưng mà tôi nghĩ cái bài học trước hết đó là vấn đề thứ nhất là làm tốt cái công tác thực thi pháp luật, thứ hai là làm tốt công tác phát triển cộng đồng. Thực ra thì vườn quốc gia Cát Tiên, tức là cái nơi mà con tê giác Java cuối cùng của chúng ta bị mất đấy, là cái chủ quản cái khu rừng đấy, đã có nhiều cùng với sự hỗ trợ của WWF và nhiều tổ chức quốc tế khác đã thực hiện nhiều các hoạt động để bảo tồn tê giác. Trong đó có một hoạt động rất quan trọng là di rời những cái hộ gia đình ở gần trong ngay trong khu bảo tồn tê giác hoặc là xung quanh con giác, nhưng mà cũng không thể thực hiện, chỉ di rời được một số hộ thôi, còn rất nhiều người không rất chất hộ không thể di rời được nữa. Thì cái đó cũng là một cái khó khăn trong cho lực lượng kiểm lâm để kiểm soát cái việc săn bắt cũng như cái việc tác động đến tê giác. Cho nên là ngoài ra thì cái lực lượng kiểm lâm chúng ta cũng nhiều đấy, nhưng mà cũng chưa đủ để mà chúng ta kiểm soát được các cái động vật hoang dã tê giác trên một cái diện rộng như vậy. Cuối cùng là chúng ta chưa bảo tồn được cái con tê giác, loài tê giác Java. Ngoài ra thì thực ra thì cái tê giác Java của chúng ta mà bị mất ấy thì cũng có một vấn đề nữa mà ít người nói đến, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta cũng không nên đổ tội hoàn toàn là do cái công tác thực thi pháp luật rồi công tác săn bắt thì vấn đề nó diễn ra. Vì thực ra chúng ta bắt đầu bảo tồn cái con tê giác khi chúng nó chỉ còn không đầy 10 cá thể. Và một con tê giác lớn như vậy mà không đầy 10 cá thể mà sống trong một cái diện tích hẹp như vậy thì biết bao nhiêu cái tác động của tê giác. Ngay cái việc sinh cảnh của nó có đủ cũng cho đủ cho nó cung cấp thức ăn cho nó để nó tồn tại không? Ta biết là tôi cũng khảo sát nhiều khu vực này, đó là khu vực mà rừng lỗ ô rồi sông mây rất nhiều, cho nên nguồn thức ăn cũng hạn chế. Đấy, rồi nguồn nước, tê giác thì nó phải đầm, phải nguồn nước, nhưng nguồn nước rồi những cái dân bản đấy họ cần cái đất ướt để họ canh tác, họ làm nương rẫy hay họ làm cái đó thì cũng hạn chế cái nguồn nước. Tức là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái sự là co hẹp cái vùng sống của con tê giác, dẫn đến nó bị áp lực. Vậy thì vấn đề tồn tại, bài học ở đây không phải chỉ vấn đề đơn giản là chúng ta quản lý một cách cơ học, tức là dùng lực lượng để bảo vệ nó, rồi không cho săn bắt, rồi nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến vấn đề là quản lý về vấn đề về sinh học, tức là tạo điều kiện thế nào để cho nó có thể tồn tại phát triển được về mặt sinh học của nó có thể sinh sản được, nó có thể phát triển được. Đấy thì cho nên là cái bài học ở đây thì là không phải chỉ vấn đề làm tốt công tác về quản lý về mặt
quả bảo vệ về mặt bảo vệ mà làm tốt công tác quản lý về mặt sinh thái học, về mặt sinh thái và tạo cái điều kiện môi trường sinh thái phù hợp cho cái loài này sinh trưởng nữa. Vâng thưa quý vị, đối phó với nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã là một công việc phức tạp. Nhưng nhìn thẳng vào thực tế thì đó sẽ là điểm cuối ở con đường mà chúng ta bắt buộc phải đi qua. Bởi xuất phát điểm của con đường đó là sự buông lỏng trong bảo vệ các loài động vật hoang dã trong tự nhiên. Sức ép của quá trình phát triển kinh tế khiến con người đang khai thác và tàn phá rất nhiều cánh rừng nguyên sinh. Sinh cảnh sống của các loài vật hoang dã bị thu hẹp. Nhiều động vật hoang dã rơi vào nhóm nguy cấp, không chỉ vì chúng bị săn bắt mà còn do chính con người xâm lấn vào sinh cảnh, đe dọa trực tiếp đến nguồn sống của các loài trong tự nhiên. Câu chuyện về sự xung đột giữa người và voi tại Đắk Lắk, nơi được coi là đất voi của Việt Nam. Quần thể voi hoang dã tại Đắk Lắk đã suy giảm nghiêm trọng. Địa phương này nổi tiếng có quần thể voi hoang dã lớn nhất tại Việt Nam với khoảng 2.000 cá thể cách đây hơn 30 năm, thì nay chỉ còn từ 60 đến 80 con. Đàn voi suy giảm số lượng vì nạn săn bắn trái phép. Nhưng nguyên nhân chính của vấn đề này là môi trường sống bị thu hẹp và phân tán. Voi là một động vật, nó có lãnh thổ rất rộng. Tức là một phạm vi của một cá thể voi một ngày có thể di chuyển khoảng 40 cây số. Thời điểm hiện nay này, cái rừng ta càng ngày càng thu hẹp thì là mất đi cái sinh cảnh của voi, tìm kiếm thức ăn nó bị hạn chế. Cái sinh cảnh này bị ngăn cắt thì sự di chuyển giữa các vùng, giữa các bầy đàn voi thì nó bị ngăn cắt. Đó, đây cũng là một trong những cái nguyên nhân là chính để làm cho đàn voi rừng bị suy giảm. Môi trường sống bị thu hẹp và phân tán khiến nguồn thức ăn của voi không còn dồi dào. Để kiếm được thức ăn, đàn voi hoang dã kéo nhau về tàn phá nương rẫy, mùa màng của người dân. Điều này dẫn tới sự xung đột giữa người và voi. Hai năm trở lại đây, tình trạng xung đột này ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà bên cạnh đó phải làm việc với ủy ban xã. Tối có khi là ở trên rừng xanh nó lại xuống. Nó thì phá là gần sáng là đi. Phá thì bao nhiêu đợt rồi mà dân chúng thì rất bức xúc với dân voi. Đây là rừng khộp, là sinh cảnh sống, tức là môi trường sống của loài voi hoang dã ở Tây Nguyên. Theo cơ quan chức năng thì diện tích rừng khộp trong khoảng 10 năm qua đã suy giảm gần 100.000 ha và đó cũng là nguyên nhân dẫn tới rất nhiều sự xung đột giữa người và voi ở khu vực Tây Nguyên trong những năm vừa qua. Mỗi ngày, voi di chuyển tới 40 km để kiếm ăn. Người dân tức giận voi rừng tàn phá mùa màng lại vừa sợ chúng tấn công. Mỗi lần voi rừng kéo về nương rẫy, chính quyền địa phương và cả buôn làng lại cùng nhau tập trung để xua đuổi chúng. Mọi vật dụng từ cồng chiêng, song nồi đến đèn pha và cả lửa được sử dụng để xua đuổi loài vật to lớn này. Xung đột giữa người và voi đang là vấn đề nan giải và cũng chưa biết đến bao giờ mới giải quyết được. Trong khi đó, đàn voi nhà tại tỉnh Đắk Lắk cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Từ hơn 500 cá thể trước kia thì nay chỉ còn 44 cá thể. Phần lớn thời gian của voi nhà hiện nay được dùng để chở khách du lịch thăm Buôn Đôn. Mỗi cá thể có thể phải chở khách trên dưới 10 chuyến mỗi ngày. Không ai chú trọng tới việc tạo điều kiện cho voi nhà sinh sản, nên hơn 10 năm qua, chưa có chú voi con nào ra đời tại khu vực này. Chỉ còn một số cá thể còn khả năng sinh sản. Việc cho voi nhà sinh sản ở Việt Nam hiện nay là cực kỳ cấp bách, vì đa số voi nhà đã qua tuổi sinh sản lần đầu. Cho nên tôi nghĩ là Việt Nam cần phải tiến hành khẩn cấp hơn nữa. Các bên tham gia dự án này phải nhận thấy sự cấp bách đó, cần phải có những hành động hỗ trợ công tác này trong thời gian sớm nhất. Bảo tồn đàn voi hoang dã và cả voi nhà đang là thách thức lớn tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Các tổ chức quốc tế cho rằng, quần thể voi tại Việt Nam đang ở mức nguy cấp, thường xuyên bị đe dọa tới sự sinh tồn. Loài vật to lớn này có thể bị tuyệt chủng trong tương lai nếu không có biện pháp bảo tồn hữu hiệu. Theo ông thì cái câu chuyện xung đột giữa người và voi tại khu vực Tây Nguyên nó xuất phát từ nguyên nhân gì và tại sao mà nó lại kéo dài nhiều năm đến như vậy? Voi cũng là một câu chuyện, một cái vấn đề bảo tồn mà khá là bức xúc sau tê giác. Và cái công tác bảo tồn voi thì cũng được Việt Nam, chính phủ Việt Nam quan tâm từ rất lâu rồi. Vì con voi nó không chỉ là nó một loài động vật quý hiếm, nó gắn với văn hóa, với truyền thống, với dân tộc, với phong tục tập quán của người Việt Nam nữa. Cho nên là được rất quan tâm. Tuy nhiên thì cái do nhiều cái nguyên nhân thì cái đàn voi của chúng ta là cứ mất dần. Theo cái đánh giá gần đây của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như các nghiên cứu của chúng tôi ấy, thì cái số lượng voi Việt Nam trên ngoài thiên nhiên ấy,
chỉ còn trên dưới 100 cá thể. Như vậy là rất là khó. Và cái xung đột giữa voi và người, tức là voi xâm nhập vào những cái khu sinh sống của người dân, vào nơi canh tác của người dân, phá nương rẫy, phá nhà cửa, thậm chí là gây chết người, thì ngày càng xảy ra mạnh liệt hơn. Không chỉ riêng ở Dốc Đôn, không chỉ riêng ở Đắk Lắk, mà ở nhiều nơi khác, thí dụ như Đồng Nai cũng có, rồi ở Nghệ An, Pumat chẳng hạn, thì đều có cả. Thì hiện nay vấn đề xung đột giữa voi và người là vấn đề nổi cộm, mà làm cái khó khăn rất là lớn trong công tác bảo tồn voi ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng rất biết cái vấn đề này, và để bảo tồn voi thì Việt Nam đã có những cái chương trình cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp địa phương rất là cụ thể. Và rút kinh nghiệm cho với tê giác, tôi nghĩ là có những cái sự rút kinh nghiệm cho tê giác là ở đây các bảo tồn voi nó quan tâm không chỉ vấn đề về thực thi pháp luật không, mà vấn đề về tạo sinh cảnh, vấn đề về kết nối giữa quần cái nhóm đàn này với đàn kia để họ có thể, nó có thể giao lưu sinh sản được. Thì đó là cái qua đó cho thấy là cái nhận thức, cái hiểu biết về bảo tồn quản lý một loài sinh động vật hoang dã của chúng ta đã cao hơn so với trước. Tại sao mà cái vấn đề mà cái số lượng cá thể voi hoang dã, voi trong tự nhiên ấy, vẫn suy giảm, nguyên nhân cụ thể là ở đâu ạ? Thì cái thứ nhất đó là do săn bắn. Con voi nó có giá trị về mặt, con voi đực có giá trị về ngà voi, cho nên là nhiều voi đực là bị săn bắt, cho nên hiện nay có những đàn chỉ toàn voi cái, không có voi đực. Rồi thứ hai nữa là cái xung đột giữa người voi, vào người đồng bào nông thôn trồng được một hecta điều hay là một rẫy điều, hy vọng cuối năm để khai thác, thì voi vào khuấy 2-3 hôm là hết sạch. Thế người dân gây nên cái bức xúc cho người dân, rồi có thể họ tìm mọi cách để họ xua đuổi. Có những cái xua đuổi voi thì nó có những cái tổn hại đến voi, thí dụ như họ dùng thuốc nổ, họ dùng đốt lửa hay dùng nhiều cái pháp khác mà tổn hại. Rồi ngoài những cái việc gây thiệt hại, gây tổn hại cho voi, rồi gây những cái stress cho voi, áp lực cho voi, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái sinh sản của voi. Cho nên là mặc dù là các cái nơi thì voi chúng ta vẫn tiếp tục sinh sản, nhưng mà cái mức độ sinh sản nó cũng hạn chế. Chúng tôi được biết là ông cũng thường xuyên đồng hành cùng với các chuyên gia nước ngoài, rồi các nhà khoa học của Việt Nam đi tới rất nhiều các cái khu vực là điểm nóng về bảo tồn. Ông có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm cụ thể khi mà ông làm việc với các đối tác nước ngoài, chúng ta có thể tận dụng được gì từ những cái kinh nghiệm của họ? Việt Nam là một trong những nước, riêng nói về voi chẳng hạn, Việt Nam là một nước chúng ta tự hào là nước có nhiều voi, nhưng mà trên thế giới thì cũng nhiều nước có rất nhiều voi, không phải riêng Việt Nam. Mà hiện nay thì voi nhiều nhất đó là Ấn Độ. Ấn Độ là nước có cái voi châu Á đứng đầu thế giới. Còn châu Phi thì các nước châu Phi là cái nước rất là nhiều. Đấy, thì những vấn đề tác động đến voi họ nhiều, họ cũng có những cái vấn đề bị tác động rồi, con người săn bắt rồi, những vấn đề sinh cảnh mất như mình, và họ đã phải xử lý những vấn đề này. Cái việc hợp tác với các tổ chức quốc tế thì chúng ta, một là chúng ta có thể chia sẻ, học tập được những kinh nghiệm về công tác bảo tồn, kinh nghiệm bảo tồn voi của họ, học tập những, tiếp thu được kiến thức mà họ tích lũy được trong quá trình nghiên cứu để tìm ra những cái vấn đề về bản chất sinh học, bản chất sinh thái học của vấn đề bảo tồn voi là như thế nào. Rồi cũng rất quan trọng nữa là mình có thể khai thác được cả về mặt hỗ trợ, về tài chính cũng rất quan trọng, vì thực ra các cái chương trình bảo tồn voi vào Việt Nam thì họ có đem theo các cái tài trợ và tài chính, mà tài chính cho bảo tồn voi cũng là vấn đề rất là khó hiện nay đối với Việt Nam, vì nó yêu cầu rất là lớn. Thưa quý vị, tại sao mà chúng tôi lại muốn nói nhiều hơn về voi? Voi là một biểu tượng văn hóa đặc sắc của khu vực Tây Nguyên, nhưng cũng là hình ảnh mang tính biểu tượng và rất gần gũi, thân thuộc với người dân Việt Nam. Từ những trang sử, những tác phẩm văn học và cho đến ngày nay thì voi vẫn luôn là loài vật gắn bó với cuộc sống của con người. Tuy nhiên, những thay đổi lớn về điều kiện tự nhiên và tác động nhiều mặt của con người đã làm suy giảm diện tích rừng tự nhiên, môi trường sống của voi. Số lượng voi hoang dã cũng như là voi nhà trong 34 năm trở lại đây đã suy giảm nhanh chóng. Chỉ tính riêng tại Đắk Lắk thì những năm 1980, cả tỉnh vẫn còn có tất cả 502 cá thể voi nhà và hơn 2.000 cá thể voi hoang dã. Thì đến nay, ước tính chỉ còn khoảng 53 cá thể voi nhà và hơn 60 cá thể voi hoang dã. Trong phóng sự sau đây, chúng ta sẽ cùng tới Đắk Lắk để tìm hiểu về các biện pháp bảo tồn voi hiện nay. Một tín hiệu tích cực đối với công tác bảo tồn voi hoang dã tại Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đóng cửa toàn bộ rừng tự nhiên ngay trong năm nay. Điều này cũng có nghĩa khoảng hơn 200.000 hecta diện tích rừng khộp, sinh cảnh sống của voi hoang dã sẽ được bảo tồn bền vững. Một cái giải pháp mà cấp bách trước mắt là tháng 7 vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận sẽ đóng cửa rừng tự nhiên toàn bộ.
đấy cũng là một cái giải pháp để hỗ trợ và không có cái tình trạng là giữa sản xuất của người dân xung đột với cái sinh cảnh của voi. Cần hạn chế việc chặt phá rừng khiến cho đàn voi bị xé lẻ thành các nhóm nhỏ. Voi bị đẩy ra sinh cảnh sống, phải đến các khu dân cư và nương rẫy của con người, khiến cho tình trạng xung đột giữa voi và người ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì thế, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ sinh cảnh sống cho voi là vô cùng cấp bách. Một khu nuôi dưỡng voi bán hoang dã bằng hàng rào điện vừa được khánh thành đầu tháng này. Không chỉ tài trợ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, các tổ chức quốc tế mong muốn thông qua sự hợp tác tích cực với tỉnh Đắk Lắk để các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng thay đổi nhận thức về bảo tồn voi. Tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư 85 tỷ đồng cho chương trình bảo tồn khẩn cấp quần thể voi hoang dã và đàn voi nhà đến năm 2020. Trong đó, dự án hỗ trợ đàn voi nhà sinh sản đang được triển khai trị giá gần 13 tỷ đồng. Với sự hợp tác của các tổ chức quốc tế về bảo tồn voi và động vật hoang dã, những cá thể voi đực và cái trên dưới 30 tuổi còn khả năng sinh con thường xuyên được lấy mẫu máu định kỳ để xác định chu kỳ sinh sản cho ghép đôi. Hiện nay là tỉnh mới phê duyệt một cái đề tài khoa học để nghiên cứu sinh sản cho voi thuần dưỡng tại Đắk Lắk. Kết quả của cái đề tài nghiên cứu sinh sản này sẽ là nền tảng, sẽ sàng lọc được một số cá thể nào đó, cá thể voi cái, voi đực khả năng sinh sản cao nhất để cho các cá thể voi này gặp nhau. Đó. Và nhà nước tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ để các cá thể voi này có điều kiện gặp nhau, không phải phục vụ du lịch để tập trung vào cho chương trình sinh sản. Vì thế chúng ta phải làm, thứ nhất là thu hồi các cái đàn voi nhà về trung tâm. Đấy, thứ hai nữa là xây dựng được một trung tâm cứ nói tốt mà bắt đầu là phát triển cái đàn voi ngoài tự nhiên mà ở trong cái điều kiện nuôi nhốt nữa. Mà nếu chúng ta làm được hai việc đó tốt á, thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam cũng có thể là giữ được cái đàn voi. Hiện nay Việt Nam còn khoảng 100 đến 120 cá thể voi phân bố tại 8 tỉnh, trong đó 3 địa phương là Đắk Lắk, Đồng Nai và Nghệ An đã đề ra chương trình hành động khẩn cấp bảo vệ voi, đảm bảo cho quần thể voi có thể sinh sống và phát triển. Vậy thì tiếp tục từ cái câu chuyện bảo tồn voi như thế này, theo ông thì Việt Nam sẽ cần phải có những cái giải pháp cụ thể như thế nào để đạt được cái hiệu quả hơn nữa trong cái việc bảo tồn các loài động thực vật hoang dã? Tôi nghĩ rằng là có hai vấn đề mà phải làm. Cái thứ nhất là phải quản lý được cái việc, kiểm soát được cái việc săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và khai thác trái phép các cái tài nguyên rừng. Vấn đề thứ hai là quản lý được, ngăn chặn được cái việc là phá rừng, phá các môi trường sống của các loài sinh vật. Đấy. Và vấn đề thứ ba nữa là nâng cao cái nhận thức của toàn xã hội về công tác bảo tồn thiên nhiên, về bảo tồn các loài động vật hoang dã. Và cũng vấn đề nữa là vấn đề nâng cao đời sống cho những người dân, cộng đồng người dân địa phương sống với chung sống với các cái tài nguyên đấy mà rất là nghèo, để họ làm sao gắn kết đời sống của họ, quyền lợi, nguồn lợi, thu nhập của họ với cái công tác bảo tồn. Thì nếu mà làm được như thế thì tôi nghĩ là công tác bảo tồn sẽ có hiệu quả hơn. Một trong những vấn đề chính của bảo tồn ở Việt Nam là xung đột lợi ích giữa voi và người. Xung đột đang ngày càng gay gắt, nhất là ở những nơi voi và con người cùng chia sẻ những nguồn tài nguyên ít ỏi để tồn tại như ở Đắk Lắk, ở Đắk Nông. WWF đang hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu và tìm hiểu tập tính của từng đàn voi để tìm ra phương án giải quyết. Có thể để những cá thể voi di chuyển giữa khu vực sống ở Việt Nam và Campuchia. Tôi nghĩ rằng Việt Nam, Campuchia và cả Thái Lan và Lào nữa nên hợp tác với nhau trong công tác bảo tồn voi, bởi vì voi ở khu vực Đông Nam Á không chỉ sống cố định một nơi, mà chúng di chuyển giữa Campuchia tới các khu rừng ở Việt Nam, Lào và Thái Lan. Công tác bảo tồn gắn với việc ngăn chặn các hoạt động buôn bán trái phép, và điều này chỉ có thể thực hiện được khi các quốc gia cùng nhau hợp tác, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với nhau. Là phải tạo được cho những cái người mà sống dựa vào cái tài nguyên thiên nhiên ở gần và xung quanh cái khu bảo tồn và ở trong cái vùng lõi các khu bảo tồn phải có, họ phải được hưởng lợi từ cái việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn các loài động thực vật hoang dã, thì họ mới có thể là họ chính là cái người chủ của những cái khu rừng, thì họ mới có thể tham gia vào cái công tác bảo tồn voi và động vật hoang dã khác, và họ sẽ là người mà chống lại cái việc săn bắt cũng như là cái việc mà làm sự tổn hại đến voi. Tôi nghĩ rằng là khuyến khích cộng đồng tham gia
và bảo tồn voi, tạo cho họ một sinh kế bền vững. Đấy là cái điều mà chúng ta cũng cần học tập và phát huy. Việt Nam có thể bảo tồn được voi bằng cách giảm lượng tiêu thụ, cũng như thắt chặt luật lệ về cấm buôn bán ngà voi. Hiện nay trên thế giới cũng như tại châu Phi, buôn bán và sử dụng ngà voi là trái phép. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều hội thảo, tiến hành tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về việc bảo vệ voi. Với Việt Nam thì tôi nghĩ nên tuyên truyền cho người dân về việc ngừng sử dụng ngà voi. Như ông đã khẳng định, đó là cái công tác bảo tồn động vật hoang dã thì cần sự vào cuộc của rất nhiều bên. Và đặc biệt là phải phát huy được vai trò của cộng đồng. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tận dụng được năng lực của chính những người dân địa phương, tại những người dân mà tại cái vùng mà họ cũng đang sống dựa vào cái nguồn tài nguyên đa dạng sinh học rất là nhiều. Hiện nay có một cái khái niệm gọi là bảo tồn dựa vào cộng đồng. Rất là phổ biến và cũng là trên nhiều tổ chức bảo tồn trên thế giới đều rất muốn phát huy các cái mô hình bảo tồn dựa vào. Tức là gì? Làm sao gắn cái người cộng đồng bảo tồn của cái loài động vật hoang dã với cái đời sống của người dân, và người dân, những người cộng đồng dân đấy, họ được lợi ích từ vấn đề bảo tồn đấy thì họ sẽ ủng hộ công tác bảo tồn, nếu không thì họ sẽ chống lại. Kinh nghiệm những nước châu Phi, các nước phương Tây đầu tư rất nhiều tiền vào để bảo tồn động vật hoang dã. Nội chiến xảy ra, người dân không có sự can thiệp của nước phương Tây nữa, thì chỉ trong một thời gian ngắn tất cả những cái gì làm được bao nhiêu năm trước bị tan hoang hết. Nhưng nếu chúng ta làm được vấn đề là tồn tại con voi đấy tồn tại thì cái cộng đồng đấy sẽ phát triển. Thí dụ như du lịch, rồi cái loài động vật đấy tồn tại thì cái khu rừng đó còn thì các cái nguồn lợi khác sẽ mang đến, thì khi đó người ta bằng mọi giá người ta sẽ bảo tồn các cái nguồn lợi đấy vì cái cuộc sống họ. Có nghĩa là phải gắn quyền lợi của người dân, của cộng đồng địa phương đấy với cái công tác bảo tồn họ. Khi đó thì ta mới đảm bảo được cái sự bảo tồn của chúng ta một cách hiệu quả và bền vững. Đó là cái mô hình bảo tồn hiện nay đang được quan tâm rất nhiều trên thế giới, và Việt Nam chúng ta cũng đang theo cái hướng đó. Vậy chúng ta đã triển khai cái bảo tồn dựa vào cộng đồng đến đâu? Đã có những cái kết quả ban đầu được ghi nhận chưa? Cái mô hình mà bảo tồn dựa cộng đồng thì Việt Nam cũng đã triển khai cũng nhiều năm rồi, cũng nhiều nơi. Nhưng mà nó phải nói một cách là chúng ta chưa triển khai được một cách đồng bộ ở nhiều, cho nên là cái hiệu quả nó mang lại nó chưa lớn lắm. Nó chỉ mới là những mô hình nhỏ, thí dụ bảo tồn dựa vào cộng đồng, bảo tồn lại vòng mới hách ở trên Hải Giang, bảo tồn con vượn đen, rừng cộng đồng, tất cả thì chúng ta triển khai rất nhiều. Nhưng tôi thấy có lẽ là chúng ta chưa có một cái nó trên một quy mô thống nhất, quy mô rộng, và nó được thực hiện một cách đồng bộ, được cách đầy đủ, thì cho nên là cái hiệu quả mang lại nó còn hạn chế. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng nếu cứ phát triển theo hướng này thì chúng ta cũng sẽ có được một cái mô hình, một cái quy trình, cái mô hình bảo tồn dựa vào cộng đồng đầy đủ và mang lại cái hiệu quả tốt cho công tác quản lý đa dạng sinh học của Việt Nam. Rất cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Đặng đã tham gia chương trình với chúng tôi và có những cái thông tin chia sẻ rất là hữu ích. Một lần nữa cảm ơn ông ạ. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học thì đã rõ. Nhưng thực tế thì Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức như việc đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn tài nguyên với tăng trưởng kinh tế. Làm sao để có thể thay đổi được sinh kế của cộng đồng dân cư muốn sống dựa vào sự đa dạng của tài nguyên sinh học. Và quan trọng nhất là việc thay đổi nhu cầu và thói quen tiêu dùng các sản phẩm động thực vật hoang dã. Công việc này sẽ cần có sự chung tay của chính phủ, của giới khoa học và các chuyên gia về bảo tồn, và đặc biệt là cộng đồng. Cam kết cần phải được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, bằng các chiến dịch giảm và không còn tiêu dùng động thực vật hoang dã trái phép. Và cần phải coi việc buôn bán trái phép các loài hoang dã nguy cấp là một tội phạm nghiêm trọng để xử phạt triệt để. Chương trình Việt Nam 7 ngày của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.